Xin chào các bạn, tớ là Tò Mò đây. Các bạn có thấy Háo Hức ở đâu không? Chuyến xe hạt vừng thì sắp đến rồi. Háo Hức ơi! Háo Hức ơi! Ai gọi Háo Hức đây? Có Háo Hức đây. Xin chào các bạn, tớ là Háo Hức. Ngày hôm nay nhá, tớ có một cái lọ này cực kỳ hay hay. Cậu đoán đi. Đoán á? Ừ. Cậu đoán đúng thì tớ cho cậu chơi cùng tớ. Nhớ nhá, cậu nhớ nhá. Ừ. Thế cái này to hay nhỏ? Cái này có to, có nhỏ. Có to, có nhỏ, phát ra tiếng kêu à? Đúng. Thế nó hình gì? Cái này á, có rất nhiều hình. Hình gì cũng có nhá. Thế á? Thế nó có màu gì? Cái này cũng có rất nhiều màu. Và nó lại còn rất cứng. Cậu đoán xem nào. À, tớ biết rồi. Kẹo. Không phải. Không phải á? Ừ, cái này không ăn được đâu. Thế cậu gợi ý tiếp đi xem nào. Bây giờ tớ sẽ cho Tò Mò và các bạn nhỏ 3 phương án để các bạn xem là trong này là cái gì nhá. Phương án thứ nhất, đấy là sỏi. Phương án thứ hai, đó là hòn bi ve. Và phương án thứ ba, đó là vỏ ốc. Các bạn nghĩ đi, xem đây là cái gì. Các bạn nhỏ ơi, đây là sỏi, hòn bi ve hay là vỏ ốc nhỉ? Các bạn đã nghĩ ra chưa? Các bạn giúp Tò Mò với. À, có bạn bảo đây là sỏi. Có đúng là sỏi không? Để tớ mở ra cho các bạn xem có đúng là sỏi không nhá. Yeah, đây đúng là sỏi rồi các bạn ơi. Cho tớ chơi với, tôi đoán đúng rồi, cho tớ chơi với. Đấy. Có xe, chuyến xe hạt vừng đến rồi. Lên xe nhớ cho tớ xem nhá. Ừ, lên xe rồi tớ cho cậu xem một tí thôi nhá. Một tí thôi. Ừ. Chào mừng các cháu đã đến với chuyến xe hạt vừng. Chuyến xe hạt vừng sẽ được